Vâng, trở lại với chương trình Việt Nam Channel, chúng tôi đang nói chuyện với anh Trinh Quang về vấn đề thuốc lá, tai hại của thuốc lá. Thì phải nói là có rất nhiều gia đình hút thuốc, người chồng hút thuốc chẳng hạn như vậy. Thì đôi khi người vợ có phàn nàn, nhưng mà người chồng cảm thấy là tôi hút chơi mà cứ phàn nàn hoài, càng hút nữa thì nói, càng nói tôi càng hút tiếp. Cho nên gặp những gia đình đôi khi có những sự mâu thuẫn và họ không có happy. Thì tôi được thấy là có một số như anh chị đó, anh đó đã bỏ hút thuốc lá, thì sau một thời gian thì tôi đi gặp lại với họ thì cảm thấy gia đình rất là hạnh phúc. Mà khi tôi hỏi chuyện hai vợ chồng thì họ cảm thấy rất là hạnh phúc, và bây giờ tôi cảm thấy là tôi gần gũi anh hơn, tôi không cảm thấy cái mùi hôi của thuốc lá nữa. Tại vì như anh nói thì nãy giờ nó có bị những cái bệnh nguy hiểm về sau này, mà nhất là mùi hôi nữa, tại vì khi hút thuốc lá vào thì nó ám một quần áo và ám vào chẳng hạn như vậy, ngay trong cái răng của mình nó cũng vậy, nó ám vào bằng chất nhựa vàng. Dạ vâng. Thì theo anh nghĩ đó, cái vấn đề bỏ thuốc lá là một chuyện, nhưng mà vấn đề đó nếu họ phải tiếp tục đi làm, gặp những người chung quanh hút thuốc lá, nó gọi là peer pressure như vậy, thì theo anh là cái technique của anh giúp cho họ như thế nào? Cái đó thì tôi muốn để dành cho những cái trung tâm cai thuốc lá, thì dạ, họ vâng. chỉ dẫn thêm hơn, tại vì dạ, mỗi vâng. người hút thuốc lá có những cái trường hợp khác nhau. Dạ, vâng. Nhưng tôi muốn lặp lại là những người hút thuốc lá, theo cái trường hợp hiện giờ ở Mỹ chẳng hạn, họ biết được là hút thuốc lá không có lợi cho họ, mà không những thế mà có hại cho chính họ mà gia đình của họ nữa. Ừ. Nhiều người đang hút thuốc họ rất là muốn bỏ hút thuốc lá, có thể là họ không có phương cách, có thể là họ vẫn có thể bị áp lực hay về những cái gì đó mà bắt buộc họ phải hút thuốc lá. Nhưng tôi biết chắc là nếu mà họ có cơ hội bỏ được thuốc lá thì họ sẽ sẵn sàng theo, chỉ có là đó là cái phương cách nào mà thôi. Dạ vâng. Thì bây giờ chúng tôi muốn nói là vì thế chúng tôi muốn có một cái chương trình gọi là cả gia đình phải cùng nhau để bắt đầu thẳng thắn nói chuyện về cái vấn đề tai hại thuốc lá như thế nào. Thì đương nhiên tôi cũng đồng ý là người chồng không bao giờ muốn vợ cằn nhằn, nhưng người chồng cũng phải biết cách làm thế nào để bỏ hút thuốc, mà người vợ cũng phải biết cái tại sao người chồng của mình hút thuốc lá, và làm như thế nào người vợ có thể giúp được chồng để giúp cùng nhau cai thuốc lá. Cái đó là một vấn đề rất là quan trọng. Dạ vâng, cái khó nhất là như anh vừa mới trình bày là ai là người khởi đầu đưa câu chuyện nó ra. Có thể người chồng hoặc người vợ ngồi xuống nói chuyện với nhau. Và cái khó nữa là cầm phone lên để gọi số 1-800-778-8440. Tại vì rất nhiều anh chị hút thuốc lá, mà khi đã cầm số điện thoại lên thì ít ra biết được những information, biết được những tài liệu, tin tức để mình bỏ thế nào. Được. Tại vì tất cả quý vị, nó không có, như anh Trinh Quang nói, không dễ mà cũng không khó. Thì đừng nghĩ cái đó là khó mà mình không làm. Tại vì cái gì cũng vậy, bắt đầu từ khởi đầu, quý vị cầm điện thoại lên và gọi cho 1-800. Và thì chắc chắn là tôi nghĩ là chắc chắn là sẽ giúp cho quý vị rất nhiều cái information để quý vị làm một bước khởi đầu cho ngày hôm nay, là một ngày mới. Vâng. Dạ vâng. Một lần nữa xin cảm ơn anh Trinh Quang đã cho chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt là lý thú về sức khỏe ngày hôm nay, về vấn đề thuốc lá. Thì hy vọng thì anh sẽ trở lại để nói thêm về những chương trình lợi ích của cộng đồng thêm. Vâng, cảm ơn anh. Nhưng chúng tôi cũng muốn xin nói chuyện với cộng đồng là nếu mà trong nhà có ai mà hút thuốc lá, xin quý vị đừng có ngần ngại, hãy gọi cái số điện thoại miễn phí là 1-800-778-8440. Cái đường dây đó rất là có lợi, đã giúp cả ngàn người Việt chúng ta bỏ hút thuốc lá. Xin quý vị, chúc quý vị thành công. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh Trinh Quang, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào quý vị.